Ok, xin chào mấy anh em nha. Hôm nay test đèn led nha anh em. Led 220 led nha anh em. Bao sáng cả một vùng trời luôn, sáng trưng luôn nha mọi người. Anh em nào có mua alo mình nha, số điện thoại 0939699788. Đây. Led Nhật 300W. Điện 220W chứ. Để có nhiều chế độ. Đó, 200W. Đó, nó có sáng tối này, này tắt nè. Đó. Đó, sáng nè. 200W, 300W xài được luôn nha. Này đang 300W nè. Này 200W nè. Này 100W nè. Đó, ngon lành nữa nha anh em. Anh em nào có mua alo nha. Số điện thoại 0939699788. Còn nhiều đèn lắm nha anh em. Đây. Đây cũng có luôn. Này led luôn. Cái này nhiêu watt không? Cái này 10W nha anh em. 220 luôn. 10W. 220. Đây, này pin luôn. Này này xài pin. Này sáng này 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 cái này cái này 15W. Sáng trưng luôn nha anh em. Hayata. Hàng Nhật. Anh em mà có mua alo mình số điện thoại 0939699788. Ê quá đã.